Xăng không được thiếu mà thuốc càng không. Quý vị thân mến, thiếu xăng dầu và thuốc chữa bệnh là hai vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm ở thời điểm hiện tại. Đây là những sản phẩm thiết yếu liên quan đến sinh kế và sức khỏe của người dân. Xăng dầu được ví như máu của nền kinh tế. Thiếu xăng dầu ảnh hưởng đến nền kinh tế và đời sống của người dân. Thuốc men, vật tư y tế ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân. Thiếu thuốc thì việc chăm sóc sức khỏe của người dân không thể đảm bảo. Mấy ngày qua, tình trạng khan hiếm xăng lại diễn ra ở nhiều nơi. Nhiều cửa hàng xăng, nơi đóng cửa, chỗ chỉ bán hạn chế. Người mua thì xếp hàng dài chờ, cũng chỉ mua được một lượng ít hay chạy vòng vèo mấy chỗ vẫn không đủ xăng. Cảnh tượng y như thời bao cấp lại một lần nữa tái hiện. Chuyện thiếu xăng thì chỉ mới mấy ngày nay, nhưng thiếu thuốc thì đã là câu chuyện được nói đến từ nhiều tháng trước. Và điều đáng nói là mặt hàng này không thiếu nguồn cung, ngoài thị trường người bệnh có thể mua dễ dàng nhưng lại thiếu trong các bệnh viện. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của bệnh viện và bệnh nhân. Theo những người bệnh, thuốc đã được cải thiện nhưng hóa chất vẫn thiếu nên nhiều xét nghiệm phải lùi lại nhiều tháng chưa thực hiện được. Xăng dầu được ví như máu của nền kinh tế. Thiếu xăng dầu ảnh hưởng đến nền kinh tế và đời sống của người dân. Thiếu thuốc men, vật tư y tế ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân. Thiếu thuốc thì việc chăm sóc sức khỏe của người dân không thể đảm bảo. Vì thế, an ninh xăng dầu và thiếu thuốc cần được quan tâm đặc biệt. Trước vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói rõ, khắc phục tình trạng thiếu thuốc, ai không dám làm thì xin nghỉ, đứng sang một bên. Thông điệp này được người đứng đầu chính phủ lặp đi lặp lại suốt thời gian qua. Nó cũng thể hiện thái độ cứng rắn, quyết tâm mạnh mẽ của người đứng đầu chính phủ trước tình hình nóng bỏng này. Trước thực trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo các giải pháp. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hiện nay là chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi luật, quy định liên quan, mục tiêu dễ hiểu, dễ triển khai, tránh chồng chéo. Cùng với đó, vấn đề trách nhiệm đạo đức công vụ người đứng đầu và cán bộ liên quan cần được quan tâm. Các cơ quan ban ngành đã và đang sẽ đẩy mạnh kiểm tra giám sát, đảm bảo đấu thầu công khai minh bạch, chống tham nhũng tiêu cực. Về việc thiếu xăng dầu, chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ ngành chức năng vào cuộc đồng loạt, cùng với tăng cường kiểm tra giám sát việc kinh doanh xăng dầu, tránh việc găm hàng chờ tăng giá, thì việc thu gọn đầu mối nhập xăng dầu để giảm tầng nấc trung gian cung ứng cũng được cân nhắc. Bộ Công Thương đã đồng ý phương án điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về. Theo đó, trong phiên điều hành ngày 11 tháng 11 tới, những chi phí phát sinh sẽ được cập nhật để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xăng dầu. Ngân hàng sẽ phối hợp trong việc giúp các doanh nghiệp tiếp cận vốn. Với những động thái tích cực trong thời gian qua và thái độ quyết liệt của chính phủ trong phiên họp, hy vọng những khó khăn vướng mắc sẽ dần được tháo gỡ và doanh nghiệp người dân sẽ không phải vật lộn lâu dài trong tình trạng thiếu những sản phẩm thiết yếu như xăng dầu và thuốc men. Những trăn trở trong cuộc chiến chống tin giả. Kính thưa quý vị, ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí khẳng định việc chống tin giả không thể mãi thả gà ra đuổi và chạy theo xử lý hậu quả, sẽ phải có những giải pháp đón bắt kịp thời nguy cơ và thực trạng. Hiện nay, Việt Nam có hơn 70 triệu người dùng Internet và tham gia tập trung nhất tại các nền tảng mạng xã hội. Hiệu ứng tâm lý đám đông có sự tác động mạnh mẽ trong việc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng và trở thành một trong những lý do của việc bùng phát vấn nạn tin giả những năm gần đây. Tâm lý người sử dụng các nền tảng mạng xã hội, họ dễ rơi vào tâm lý đám đông, sẵn sàng chia sẻ các thông tin mà bản thân hiếu kỳ, vội tin và ngại việc kiểm chứng trước khi lan truyền. Một bộ phận người Việt mình có xu hướng bị cuốn vào các thông tin giả mạo và thích tung tin đồn. Từ việc ý thức được sức mạnh lan tỏa của tin đồn và cả sự cả tin của một số người, các đối tượng tung tin đồn thường mang chiều hướng thích gây chú ý, có những chiêu trò cạnh tranh theo xu hướng hạ uy tín đối phương. Do xu hướng chọn lọc và xử lý đầy thiên vị để ủng hộ điều mình tin, rồi từ đó họ dễ dàng xuôi theo tin giả nếu họ chạm đúng điều cá nhân tán thành. Tiếp nữa là tư duy bè phái tạo ra hiệu ứng đám đông, rồi đến sự thiếu kiên nhẫn, lười nhận thức và dễ bị cảm xúc lấn át cũng là một lý do dẫn đến việc bị cuốn theo tin giả. Về chính sách pháp luật của nước ta khá đầy đủ, với luật an ninh mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Chúng ta có cả trung tâm xử lý tin giả với quy trình xử lý kịp thời và chuẩn xác. Tuy nhiên, những khó khăn và thách thức trong cuộc chiến chống lại những nguy cơ bùng phát của vấn nạn này vẫn còn nhiều vô kể. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định,
Với sự tương quan chênh lệch về số người dùng mạng xã hội, lực lượng mỏng của cả Bộ Công an thì khó có thể đảm đương. Vì vậy, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành và mọi người dân trong việc làm trong sạch không gian mạng, nâng cao đề kháng trước vấn nạn tin giả, thông tin xấu độc. Trong hoàn cảnh chung của đất nước, khi lực lượng chức năng đang rất nỗ lực, trăn trở tìm giải pháp và những thắng lợi nước đầu của Bộ Công an, thì người dân cần có những nhận thức cụ thể về tác hại của tin giả để cùng góp sức đẩy lùi. Và phải như thế thì cuộc chiến với tin giả mới hy vọng có nhiều kết quả khả quan hơn nữa. Một vụ án phá vỡ nhiều kỷ lục. Kính thưa quý vị, thông tin thêm hai luật sư của Đoàn Luật sư Hà Nội nhận lời bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây chú ý trong dư luận. Với sự tham gia của hai luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội là Giang Hồng Thanh và Nguyễn Huy Thiệp, số lượng luật sư tham gia bào chữa cho bị can Trương Mỹ Lan đến giờ đã là 4 người. Tuy nhiên, vẫn có nhận định số lượng luật sư sẽ còn tăng thêm trong thời gian tới. Dưới góc nhìn tư pháp, sự tham gia của các luật sư ngay quá trình đầu tiên của vụ án cho thấy quyền lợi hợp pháp của mọi công dân luôn được đảm bảo bất kể người đó là ai và phạm pháp thế nào. Tuy nhiên, bên cạnh đó chúng ta cũng thấy sự phức tạp và khó khăn của vụ án trong quá trình tiếp theo. Như chính Trung tướng Tô Ân Sô đã khẳng định, vụ án liên quan đến Trương Mỹ Lan và các đồng phạm là một trong những vụ án khó và rất khó trong cả quá trình đối với lực lượng thực thi pháp luật và trong cả quá trình điều tra, trinh sát và khởi tố vụ án. Một minh chứng tiêu biểu là những ngày đầu tháng 11, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có thông báo tạm dừng biến động đối với tài sản của 762 công ty liên quan. Diễn biến đó cho thấy quy mô vụ án rất lớn với tầm ảnh hưởng rộng khắp nhiều địa bàn trọng điểm, động chạm đến hàng trăm pháp nhân và cá nhân Việt Nam lẫn nước ngoài. Trong tình hình cực kỳ bất ổn của kinh tế thế giới, việc xử lý các tập đoàn kinh tế lớn trong nước rất dễ gây tác động tiêu cực lên tình hình kinh tế xã hội chung, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý doanh nghiệp, nhà đầu tư và an sinh xã hội. Do đó, nhất định đây phải là một việc không thể không làm, có giá trị về mặt luật pháp và xã hội, có lợi cho sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế. Vụ án còn đang trong giai đoạn điều tra nên chúng ta không thể tùy tiện phỏng đoán bất cứ điều gì, chỉ cần nắm rõ một nguyên tắc quan trọng là pháp luật Việt Nam luôn nghiêm minh và một khi đã phạm tội thì nhất định không có chuyện lọt lưới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.